Chào các bạn, rất vui được gặp lại mọi người trong số thứ 3 của Cẩm Nang Tốc Chiến, series học chơi tướng cùng top 1 server. Chắc hẳn sau hai số đầu tiên, anh em đã có thêm nhiều tư liệu hữu ích để có thể vận hành Kai'Sa hay Twisted Fate được tốt hơn rồi đúng không? Và để hòa cùng không khí Tết Nguyên Đán năm nay, hãy cùng đến với hướng dẫn của một trong những top server với vị tướng đang sở hữu trang phục của ngày Tết, Ngộ Không Bá Nhật cùng GP Long Bếp với số điểm tuyệt đối 10.500 nhé. Bắt đầu thôi nào. Đầu tiên, hãy giới thiệu qua một chút về nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay. Tên thật của anh chàng là Đỗ Khánh Long, hiện 21 tuổi, và in-game GP Long Bếp. Đến từ việc ngày trước, anh chàng khá thích hãng thời trang A Bad Thing Ape, viết tắt là Bếp. Tính đến nay thì tài khoản của người chơi này đã đạt bậc xếp hạng thách đấu, giữ mức điểm tối đa của Ngộ Không trong suốt thời gian dài với tỷ lệ thắng hơn 56% sau khoảng 2.900 trận. Một con số khá ấn tượng phải không nào? Vậy thì Tế Thiên Đại Thánh có gì thú vị khiến Long Bếp yêu thích để dùng leo top 1 server đến như vậy? Hãy cùng điểm qua lối chơi của Ngộ Không một chút nhé! Theo như Long chia sẻ, Ngộ Không hay Ngộ Không là một trong những đấu sĩ vừa dễ chơi, vừa có khả năng mở giao tranh thuộc hàng tốt nhất trong tốc chiến. Trong meta hiện nay, vị trí đi rừng sẽ là lựa chọn ổn áp cho Ngộ Không khi mà các đấu sĩ meta đường Baron đang phần nhiều mạnh hơn chú khỉ này trong giai đoạn đi đường. Tuy nhiên, bạn cũng cần phải rất cẩn thận khi dùng Ngộ Không, do đây không phải là một mẫu tướng đi rừng dạng ăn thịt mạnh như Lee Sin, Camille, cũng không phải dạng tướng đẩy trụ nhanh như Jax, Fiora. Điểm mạnh của lựa chọn này chính là khả năng giao tranh tổng lợi hại đến từ chiêu cuối lốc xoáy, có thể hất tung được rất nhiều thành viên trong một khoảng thời gian dài. Đồng thời, Ngộ Không cũng có thể chim mồi đối phương với phân thân trong những tình huống cụ thể, tạo ra những pha highlight outplay đẹp mắt. Ngọc bổ trợ cho Ngộ Không sẽ không có gì quá phức tạp, khi chinh phục vẫn là ưu tiên số 1 trong việc tối ưu hóa sát thương của chú khỉ này. Tiếp tục là tàn bạo. Mặc dù bị giảm sức mạnh trong thời gian gần đây, nhưng nó vẫn đem đến cho bạn nguồn sát thương dồi dào ngay khi bước vào trận đấu. Tiếp đấy sẽ là vỏ bọc thích ứng để lấy thêm máu khởi đầu cũng như sức chống chịu cho Ngộ Không, hoặc thợ săn khổng lồ nếu đối thủ có những hiệu ứng khống chế khó chịu. Cuối cùng sẽ là bậc thầy trí tuệ, bổ sung thêm sát thương lên mục tiêu và công trình tốt hơn. Chuyển đến phần trang bị cho Ngộ Không nào. Về cơ bản, Ngộ Không cũng giống đại đa số các đấu sĩ khác khi khá ưu tiên những món đồ như rìu đen, vũ điều tử thần, giáp thiên thần để vừa bổ sung thêm sát thương, vừa tăng cường phần nào sức chống chịu để tồn tại trong giao tranh tốt hơn. Tiếp theo, hãy cân nhắc đến những món đồ như thương phục hận để làm chậm đối thủ, hoặc áo choàng bóng tối để ngăn đi những hiệu ứng khó chịu chống bạn tiếp cận nhằm mở giao tranh được thuận lợi hơn. Bổ sung thêm móng vuốt Steyrak giúp hoàn thiện bộ trang bị của Ngộ Không, hay khiên băng Raduin nếu lượng sát thương chí mạng của đối thủ cao. Về phần trang bị từ giày, hãy dùng giày thủy ngân để giảm bớt hiệu ứng khống chế lên Ngộ Không, sau đó nâng cấp lên ngưng động ma pháp để sống sót lâu hơn, hoặc đai lưng ma pháp nhằm tăng khả năng mở giao tranh nếu bạn đang muốn lan cầu tuyết đối thủ một cách triệt để nhất. Hãy tìm hiểu về vòng rừng của Long Bếp một chút nhé. Anh chàng này có xu hướng camp, hay còn gọi là cắm trại, ở khu vực đường Baron là chủ yếu. Nếu như ở team 2, đường Baron ở nửa dưới của bản đồ, thì vòng rừng của Long sẽ gồm bùa đỏ, chim biến dị, bãi người đá, ganh đường Baron và ra khu vực cua kỳ cục. Ngược lại thì anh chàng sẽ ăn bùa đỏ, chim biến dị, sói ba đầu rồi tiến lên khu vực đường Baron nếu ở team 1. Ăn cua lên level 4 rồi sau đó dọn bãi bùa xanh cùng cốc thành tinh để lên cấp 5. Lúc này với chiêu cuối lốc xoáy, Ngộ Không sẽ dễ dàng đi ganh hơn nhiều. Tuy nhiên nếu thấy không thơm, lời khuyên của Long Bếp là bạn nên giữ chiêu cuối lại để chuẩn bị cho những pha giao tranh giống nguyên tố đầu tiên hoặc sứ giả nhé. Về cơ bản, nhiệm vụ trong giao tranh của Ngộ Không cũng rất đơn giản. Bạn hãy đảm bảo mình luôn sẵn sàng với chiêu cuối, chọn một góc đẹp để có thể lao vào với cân đầu vân, rồi sử dụng lốc xoáy hất tung nhiều mục tiêu nhất có thể, ưu tiên chủ lực của đối thủ. Chiến binh tinh quái có thể dùng từ sớm để tiếp cận mục tiêu một cách bất ngờ, nhiều khả năng vô hình trong một giây. Nhưng nếu không thì anh em hãy giữ lại để vào giao tranh, dùng nó để né tránh chiêu thức nguy hiểm của đối phương, đồng thời tạo ra một bản thể có thể hất tung được như bản chính. Nếu tính toán tốt, cả Ngộ Không và phân thân đều có thể hất tung được 2 lần với chiêu cuối trong giao tranh, tạo ra sự hỗn loạn cũng như nguồn sát thương và khống chế diện rộng cho đồng đội dễ dàng quét sạch đối thủ hơn đấy. Là một tướng thiên về giao tranh tổng, Long Bếp rất tin tưởng những người đồng đội tạo tiền đề cùng với con khỉ này như Yasuo, Orianna, Annie. Đặc biệt là Yasuo, khi lốc xoáy của Ngộ Không là thứ không thể tuyệt vời hơn cho kỹ năng chăn chối của đấng được phát huy sức mạnh. Ngoài ra, Long Bếp cũng rất thích dùng trang phục mới Ngộ Không Bá Nhật khi leo rank, bởi nó thay đổi từ hình ảnh đến hoạt cảnh chiêu thức
cũng như đòn đánh thường của Ngộ Không thêm phần chất lượng hơn. Một trang phục rất tuyệt vời cho anh em trải nghiệm trong dịp Tết Nguyên đán này đấy. Và vừa rồi là những chia sẻ của người chơi top 1 server Long Bếp về vị tướng Ngộ Không. Hy vọng đây sẽ là hành trang hữu ích cho anh em, nhất là với những bạn thường xuyên chơi ở vị trí đi rừng trong thời gian tới. Các bạn thấy thế nào? Ngộ Không có mạnh cho meta hiện nay không? Hãy để lại ý kiến của mình trong phần bình luận bên dưới nhé. Và đừng quên like, share video nếu nó hữu ích. Nhớ ấn cả nút đăng ký kênh nữa này. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.